Với Google Apps, bạn có thể dễ dàng gửi một cái email tới người nhận tùy chọn. Ví dụ mình nhấn vào nút gửi email, thì Apps sẽ tự động kết nối với Outlook và soạn ra cho bạn một cái nội dung email với đầy đủ cái bố cục như bạn mong muốn. Đó. Ok, rất là đơn giản đúng không? Làm thế nào để mình làm được cái này? Thì đầu tiên bạn vào App Editor, bạn vào Behavior, bạn tạo New Action, bạn đặt tên là gửi email. Trong này bạn sẽ soạn cái action do this là start an email. Rồi to bạn sẽ điền email người nhận, hoặc chỗ này bạn sẽ sử dụng cái công thức để bạn link vào. Thứ hai, subject, bạn sẽ điền cái nội dung của cái báo cáo của bạn vào. Ví dụ bạn gắn cái tên báo cáo, rồi sau đó đến tên công việc. Rồi tiếp đến bạn sẽ soạn cái nội dung body. Thì body bạn sẽ xuống dòng, bởi vì nó là định dạng long text, thì bạn gắn các cái nội dung email vào. Rồi xong, lưu. Thì bây giờ bạn sẽ quay lại, bạn nhấn nút gửi email, thì phần mềm sẽ tự động soạn một email và gửi tới Outlook của bạn. Và bạn nhớ phải biết cấu hình email trên Outlook thì bạn mới sử dụng được tính năng này nhé.